nó vô quá, nó vô quá nha, nó vô quá. Từ từ, từ 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 từ. Cái này phải có cái lưới gì bự bự xíu quá thôi. Lấy cái màn được không? Lấy cái màn này được không? Lấy cái màn nè. Lấy cái màn này được không? Cái này nó không thoát nước. Ê, có, ở đằng kia có ai có cái ấy không ta? Chạy đi mượn. Không có cái gì ngoài cái vợt hết. Cánh nè cho anh vào ảnh nương nương nó kéo đây là dở lên luôn được không? Kìa, không có được. Anh để em chạy đằng kia coi có giờ không. Chạy sao được vậy, đợi đi. Thôi, đừng có đụng vô. Đừng có đụng. Đi, từ từ. Nó mệt rồi, từ từ đi. Kéo đi, kéo đi. Nó ngừng lên thì mình cứ kéo đi, nó chừng nào nó buông nó mình làm sao đừng có chung cước ra được. Nào nghĩ kéo qua quấn. Nghĩ kéo cứ quấn đi. Cá này chắc có 4-5 kg khỏe. Lắm hơn đấy. Đủ má cái đầu. Đừng có cho nó lên mặt nước. 4-5 kg là thế nào. Nó cái đầu không là 2 kg rồi. Con này cá tra không phải cái vồ đâu. Nó lại đó nghe, nó mệt rồi đó. Hỏi anh nó có vợ không ta? Không. Thì tính chạy lên đẳng hổ không có vợ không mượn không? Nó mệt rồi đó. Ờ cho lưới lưỡi cho. Không được. Cái xá ngoài ơi. Nó vô đó, nó mệt rồi đó. Kéo đi. Phải từ từ cho thấy nó cái đã. Kìa nó đó. Từ từ nó mệt rồi đó, từ từ đi cậu. Ý. Nó quạt ra thì xả đi đừng có quay. Còn xuống nó giỏng rồi. Ơ mình căng sẵn cho anh vào kéo luôn. Kìa nó lên rồi đó. Nó lên đó. Đừng có cho đụng dây, đừng có cho đụng dây. Rồi nó ra nữa, từ từ. Phải để nó sâu dưới, đăng với một cái để sâu dưới. Để sâu ở sát đất đi. Khi nào nó để sâu dưới mới được. Nó mệt rồi. Vừa đẩy vô trong là bợ nó lên luôn. Từ từ nó mệt rồi. Từ từ. Từ từ. Đâu con đâu có gịnh hay đâu à. Nó mệt rồi đó. Từ từ. Không có được, nó sâu ở dưới thì làm sao mà căng được. Nó lên này ai con giỡn nha. Giỡn đi. Giỡn nhẹ nó lên rồi đó. Từ từ. Không được. Cứ vậy đi chụp đuôi nó luôn. Ừ. Nó mệt rồi đó, có gì chụp cái đuôi sau đó là được à. Chụp cái đuôi nó luôn. Nó trơn không anh? Không. Trơn rồi, nó trơn quá. Chụp cái đuôi sau đó. Đăng kìa, đừng vậy đăng. Chụp là chụp hai cái tay luôn. Chụp dính luôn, chụp dính thôi. Má. Nó dãy rồi luôn. Nhà nó vô rồi nè, nó vô, nó lội lại đó. Mở vóng ra. Mở vóng ra đi, cậu nó đi, nó lội lại đó. Rồi quấn đi. Từ từ nó ra ngoài nữa rồi. Nó vừa lội, phải chìm cái võng xuống vừa lội là vớt nó chụp lại liền luôn. Từ từ không được rồi. Cho nó thiệt mệt đi ông trong đưa cái giỏ này nó mệt rồi đó. Cái mệt đó đừng ngồi nữa. Quay lại đó dẫm đi. Đóng xuống. Cái này. Im. Im ngay. Không thấy nó lên đó. Vô đây nó không có lên mà thớt. Từ nó quạt ra nữa rồi từ nha. Quạt ra rồi nó mới lên thôi. Quảng xịn lên. Thôi. Xịn đem mới không thấy được gì. Để từ từ im từ. Từ từ. Từ từ. Đăng từ từ đó. Đừng có cho nó vô bờ đó. Phải chống thôi. Má nó khùng lắm. Để con giỡn nó lên này có gì cậu kịp chụp đuôi nha, từ. Từ từ chạy nó. Cho nó mệt thiệt mệt đi. Này, dính rồi. Lên, đâu? Ra đang. Đâu? Ra đi. Dây không đủ. Dính rồi. Quá trời. Đúng như cá nhà ấy luôn, quá trời. Quá đã. Rồi con đi. Rồi, lên trên đi. Cậu chụp cái đuôi gì vậy? 7-8 kg cả cái chục ký luôn cái trời. Cái chục ký á. Cái chục ký á. Lấy thôi đăng. Ơi. Quay phim nè. Ghê hả? Dễ. Trời thật ơi, cá kìa, thấy ghê quá à. Mất một con nữa. Cầu tiếp đi, đúng má đàn ấy. Thiệt luôn. Hồi nãy là dính một con rồi. Nãy dính cái cần kia rồi, đứt lưỡi rồi, giờ cái cần này. Cái lưỡi nó móc vô nè, đâu có sâu đâu. Nhờ hên không quát lưỡi, cái lưỡi này nó nhảy.